rừng Cúc Phương cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km về phía nam. Với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, Cúc Phương có hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Nếu đi từ Hà Nội, bạn theo quốc lộ 1A về hướng Ninh Bình, đến ngã Ba Gián Khẩu rẽ theo quốc lộ 12A qua thị trấn Nho Quan 2 km rẽ trái vào Cúc Phương. Rừng quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào năm 1962. Rừng quốc gia này thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình. Rừng quốc gia Cúc Phương có diện tích khoảng 22.200 hecta, trong đó có nhiều loài cây cổ thụ và loài sinh vật quý hiếm. Một trong những điểm thu hút du khách khi đến rừng quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn các loài linh trưởng khỉ, nơi nuôi dưỡng và tái sinh các loài khỉ bị săn bắt hoặc trao đổi từ các tổ chức quốc tế. Cứ vào khoảng cuối tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, Ninh Bình lại ôm trọn trong không gian đẹp ảo diệu từ hàng nghìn con đom đóm và bướm rừng. Đây là lúc hàng triệu con bướm bay lượn trong không gian xanh mát của rừng cây. Màu sắc và hình dạng của các loài bướm rất phong phú và đẹp mắt. Dù khách có thể chiêm ngưỡng sự sống mãnh liệt của thiên nhiên qua những con bướm xinh xắn. Mùa bướm rừng Cúc Phương thường là khoảng thời gian đầu mùa hạ. Thời tiết lúc này cũng đã khô ráo hơn nên bạn không phải lo nhiều về côn trùng, vắt. Tuy nhiên, bạn nên đi ngắm mùa bướm và những ngày trời nắng giáo trong tuần. Vì cuối tuần thường đông du khách nên đàn bướm sợ và bị phân tán nhiều. Ở Cúc Phương có đến hơn 400 loài bướm với đủ các màu sắc khác nhau, đỏ, cam, vàng, trắng, xanh. Nhưng phổ biến nhất vẫn là loài bướm trắng. Càng vào sâu bên trong rừng, số lượng bướm xuất hiện càng nhiều vào đến giữa rừng bạn sẽ bị choáng ngợp trước cảnh đàn bướm tụ lại hàng trăm hàng nghìn con một khoảng đất trống giờ đã được dệt một tấm thảm sắc màu của đàn bướm từ cửa rừng đi vào cả đoàn dễ dàng bắt gặp hàng trăm con bướm đủ màu sắc trắng vàng xanh lam nâu nhạt hồng phấn lấp lánh bay lượn tự do dưới bầu trời xanh nhiều chú bướm dạn người đậu cả lên mũ lên vai lên kính xe như đang vẫy chào du khách đến với thế giới của mình Thời gian từ cổng trào vào xóm bống nếu nhanh chỉ mất khoảng một tiếng. Càng vào sâu bên trong rừng, số lượng bướm càng tăng nhiều. Có chỗ bướm đậu dày đặc thành từng đàn chi chít nhau bên bãi đất. Những lối đi trong rừng, cả trên không trung lẫn ven hai bên đường cũng đầy bươm bướm. Chỉ cần khẽ khua nhẹ tay là cả đàn tung cánh bay lên vờn quanh mình. Cùng với tiếng chim hót và tiếng trẻ em náo nức nô đùa, cánh bướm trên nền trời cao tạo ra một khung cảnh vui tươi, yên bình như chỉ có trong tưởng tượng. Vào những đêm hè thanh vắng thời tiết đẹp như hôm nay, rừng Cúc Phương còn có thêm một đặc sản chiêu đãi du khách không kém phần thi vị, chính là những đàn đom đóm dợp trời, đẹp lung linh hệt như lễ hội ánh sáng. Có ba địa điểm bạn có thể lựa chọn ngắm đom đóm là Vườn Quốc gia Cúc Phương, khu nhà nghỉ cổng vườn, khu hồ mạc. Đến khoảng chiều tối, bạn sẽ được chiêm ngưỡng không gian đầy mê hoặc với hàng triệu con đom đóm thi nhau khoe sắc trong màn đêm huyền ảo mùa đom đóm ở rừng cúc phương là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú và hấp dẫn du khách khi đến với ninh bình vào cuối xuân đầu hạ khi tiết trời chuyển sang mùa hạ là lúc báo hiệu sự xuất hiện của hàng ngàn chú đom đóm lấp lánh trong khu rừng cổ thủ vào buổi tối cả khu rừng như chìm trong ánh sáng lung linh huyền ảo của những vũ điệu ánh sáng đây là một trải nghiệm đầy thú vị và lãng mạn cho du khách khi được ngắm nhìn và tận hưởng không gian yên bình và gần gũi với thiên nhiên những hôm trời giáo thì đom đóm bay lên càng nhiều. Những đốm sáng ban đầu chỉ giải rác rồi dần tụ lại với nhau. Toàn bộ khoảng rừng bao quanh xóm bóng chỉ sau 15 phút đã có hàng nghìn chú đom đóm lấp lánh như những đốm lửa nhỏ xinh, chen nhau chi chít dày đặc cứ như đang vào hội rộn ràng. Loài côn trùng bé nhỏ tỏa ra ánh sáng lập lòe trôi lững lờ như một phép màu. Lúc chớp tắt liêu trai, lúc lung linh gần gũi, lúc sáng bừng hoa đăng, lúc kết thành chùm như đèn trang trí khi xa xôi vờn đuổi, khi dọa dẫm trêu đùa khách lạ, nhìn xa cứ ngỡ cả trời sao lạc chơi xuống trần, hư ảo giữa đêm khuya thanh vắng. Ngủ đêm giữa rừng Cúc Phương cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Bạn sẽ có cơ hội thư giãn với không khí rừng già thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất ngay ngái của cỏ, của gỗ và của xương. Vào lúc sáng sớm, rừng đánh thức du khách bằng bài hát của các loại chim. Tiếng díu rít líu lo khiến những kẻ hay ngủ nướng nhất cũng phải ló đầu khỏi lều để thưởng thức. Ngoài cắm trại tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, du khách đến với rừng quốc gia Cúc Phương cũng có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị phù hợp với nhiều đối tượng như đi bộ trong rừng nguyên sinh đầy sức hấp dẫn, đạp xe trong rừng quan sát các loài bò sát, lưỡng cư, côn trùng đa dạng, bơi thuyền, kayak vận động cơ thể. Một nhân vật không thể bỏ qua khi đến rừng Cúc Phương là mèo đại lại, con mèo rừng đầu tiên được chương trình bảo tồn động vật ăn thịt và tê tê cứu hộ. Tuy không thể trở về tự nhiên, nhưng hiện đại lại đã trở thành đại sứ giáo dục nhiều năm qua đại lải có vai trò tuyên truyền nhận thức cho người dân du khách và đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu về mèo rừng hiểu về động vật hoang dã để nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã